cái giá ngông cuồng nếu kênh Phù Nam không cần tham vấn. Quý khán thính giả thân mến, vấn đề kênh Phù Nam Teco ở Campuchia tác động đến đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam ra sao đang ngày càng trở nên cấp thiết. Một trong những nguyên nhân là do xuất phát từ việc phía Campuchia bưng bít thông tin về dự án này, nên phía Việt Nam chưa thể đưa ra một giải pháp có tính chi tiết và đầy đủ để ứng phó hữu hiệu. Đơn cử gần đây, bài đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 10 tháng 10 cho biết người dân Tiền Giang đã kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc cần có giải pháp để đảm bảo nguồn nước ngọt cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới khi Campuchia khởi công dự án kênh đào Phù Nam Teco. Trong công văn trả lời cử tri, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết Thủ tướng đã giao cho Bộ này chủ trì xây dựng báo cáo đánh giá tổng thể các tác động của dự án kênh đào Phù Nam. Nhưng do số liệu, tài liệu về dự án hết sức sơ bộ, hạn chế, không có số liệu về khai thác vận hành, nên kết quả của các đơn vị nghiên cứu mới là những kết quả bước đầu mang tính định hướng và ngắn hạn. Như vậy là về phía nhà nước cũng đang gặp khó khăn về chiến lược đối phó dài hạn do phía Campuchia thiếu minh bạch thông tin. Còn về phía các tổ chức dân sự, xã hội nghề nghiệp hay cá nhân các chuyên gia đã đưa ra nhiều đề xuất, song cũng chưa thể thống nhất được giải pháp Việt Nam cần và nên làm gì để giảm thiểu thiệt hại cho miền Tây trước tác động của kênh đào Phù Nam. Đã có những đề xuất về việc cần xây dựng những công trình với quy mô lớn để giải cứu miền Tây, đồng thời hạn chế ảnh hưởng tiêu cực từ Phù Nam Teco. Ví như việc đề xuất xây dựng kênh đào Đông Dương, hay như hồi tháng 6 vừa qua, các nhà khoa học thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất xây hai hồ chứa dung tích 1 tỷ và 1,5 tỷ mét khối nước tại Đồng Tháp và Hậu Giang, cung cấp nước ngọt cho các tỉnh Tây Nam Bộ. Hai hồ chứa này được dự đoán chiếm tổng kinh phí khoảng 135.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều ý kiến hiến kế về việc xây đập ngăn mặn giữ nước ngọt cho đồng bằng sông Cửu Long. Hầu hết các ý kiến đều thể hiện sự lo lắng về tình huống đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị tác động rất xấu về nguồn nước do khi kênh Phù Nam Teco hoạt động. Nhưng vấn đề ở chỗ, ngay cả nhiều nhà khoa học đề xuất việc xây dựng các công trình thủy lợi khổng lồ cho miền Tây cũng không thể đưa ra các con số có tính thuyết phục cao. Nói như tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, giám đốc trường chính sách công và quản lý Fulbright, trên ấn phẩm Người đô thị về nỗi lo dự án kênh đào Phù Nam Teco dẫn nước từ dòng Mekong khi đi vào vận hành, gia tăng áp lực nguồn cung nước ngọt cho đồng bằng sông Cửu Long vào mùa khô, thì việc không có thông số kỹ thuật và vận hành của dự án khiến những tính toán về tác động của kênh đào buộc phải đưa ra một số giả định, rồi từ đó xây dựng các kịch bản. Những phát biểu dựa trên kết quả này cơ bản là phỏng chừng, nên đến thời điểm này rất khó khẳng định kênh đào sẽ tác động như thế nào đến nguồn nước của đồng bằng. Theo ông Vũ Thành Tự Anh, thì cơ quan hoạch định chính sách cần thông qua các kênh ngoại giao, thu thập dữ liệu rồi chia sẻ rộng rãi cho cộng đồng nghiên cứu trong và ngoài nước, để cộng đồng này góp sức bằng nhiều cách tiếp cận, nhiều mô hình nghiên cứu khác nhau. Nhờ vậy chúng ta mới có điều kiện đánh giá tác động thực sự của dự án, đồng thời chủ động lên kế hoạch ứng phó. Như vậy, có thể thấy là việc tù mù hóa thông tin về kênh Phù Nam Teco của Campuchia đã khiến giới chức hoạch định chính sách cho đồng bằng sông Cửu Long bị rối. Khi mà thông tin về kênh Phù Nam không được chia sẻ, thì cơ quan hoạch định đang bị dồn vào thế khó. Tức là nếu đánh giá tác động vượt quá thực tế thì thành đầu tư lãng phí, còn đánh giá tác động thấp hơn thực tế thì thành vỡ trận. Đây là tình huống mà Campuchia đang gây ra những rắc rối cho Việt Nam. Nhưng dường như từ chính phủ cho đến các tổ chức xã hội hay truyền thông Campuchia đang tỏ ra bận rộn và không quan tâm đến điều này. Hôm 7 tháng 5, Phó Thủ tướng Campuchia Sun Chathon tuyên bố nước này không có nghĩa vụ cung cấp thêm thông tin và sẽ không tham vấn với các quốc gia trong khu vực về dự án kênh đào Phù Nam Teco. Bộ Ngoại giao Việt Nam sau đó tiếp tục ngỏ lời muốn Campuchia tiếp tục chia sẻ thông tin về kênh đào Phù Nam. Nhưng hôm 12 tháng 8, Sonaro, Bộ trưởng đại biểu phụ trách các vấn đề ASEAN của Campuchia, đã ra tuyên bố gạt phát đi những yêu cầu của Việt Nam. Còn về phía truyền thông của Campuchia và Trung Quốc cũng tỏ ra hả hê khi đã đưa Việt Nam vào thế phải chơi trò ú tim khi lựa chọn giải pháp đối phó với kênh đào 1,7 tỷ đô la này. Vàng lần Trung Quốc, Campuchia đã không ngại ngần công khai mối liên quan Phù Nam Teco với Bắc Kinh. Trong khi đó, ở một động thái đáng chú ý diễn ra gần đây, vào hôm 14 tháng 10, tờ báo thân chính quyền Khmer Times đã để ở nổi bật đầu trang bài xã luận có tiêu đề tạm dịch là kênh đào Phù Nam Teco tại Campuchia đã chính thức khởi công xây dựng. Nếu nhìn vào cái tiết bài viết, chúng ta sẽ chẳng thấy có tính thời sự nào mới, vì sự việc khởi công kênh đào Phù Nam đã được ông Hun Manet và chính phủ Campuchia tổ chức từ ngày 5 tháng 8, hơn 2 tháng trước. Quả là vậy, vì nội dung bài viết này không nặng về tính thông tin, mà nó một lần nữa
chỉ làm rõ nét thêm cho sự khẳng định công khai của Campuchia rằng họ cần Trung Quốc thúc đẩy hơn nữa vào việc đầu tư kênh đào Phù Nam. Trong bài viết, tác giả Lip Chanthavi, một nhà bình luận chính trị của Campuchia, cho rằng việc khởi công và xây dựng kênh đào Phù Nam Teco không thể thành công nếu không có sự giúp đỡ của Trung Quốc. Cụ thể, Lip Chanthavi viết trên Khmer Times rằng trong một thời gian dài, nhiều thế hệ lãnh đạo Trung Quốc đã thiết lập mối quan hệ hữu nghị sâu sắc với vua cha Norodom Sihanouk của Campuchia, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định lâu dài của quan hệ song phương. Tiếp đó, ông Lip Chanthavi nhắc đến quá trình hợp tác lâu dài, nhưng không hề nhắc đến sự ủng hộ, tiếp tài của Trung Quốc với sự trỗi dậy của chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Nhà phân tích Campuchia này cũng viết rằng, lợi ích mà việc mở kênh đào Phù Nam Teco mang lại cho Campuchia là vô số. Về lợi ích kinh tế, ông Lip Chanthavi nhắc đến việc trong năm đầu tiên sau khi hoàn thành, kênh đào này có thể mang lại 88 triệu đô la doanh thu tài chính cho Campuchia. Đến năm 2020, doanh thu hàng năm sẽ gần đạt mức ước tính 600 triệu đô la. Nếu tính cả giá trị kiểm soát lũ lụt, chống hạn và tưới tiêu của kênh đào này, thì lợi ích kinh tế sẽ còn đáng kinh ngạc hơn nữa. Ngoài ra, theo Lip Chanthavi, kênh đào Phù Nam Teco cũng sẽ cải thiện đáng kể môi trường thủy văn trong nước Campuchia. Ông cho rằng, nhờ có kênh đào Phù Nam Teco và các cống chặn nước, việc thoát nước xuống hạ lưu sông Mekong sẽ được điều tiết. Trong mùa mưa, các cống thoát nước của Phù Nam Teco có thể được mở để tăng lưu lượng nước thoát xuống hạ lưu và cho phép nước ở biển hồ thoát ra biển nhanh nhất có thể. Trong mùa khô, mực nước ở biển hồ có thể được điều tiết nhờ đóng các cống chặn nước. Mực nước sông Mekong tại Campuchia có thể được điều tiết hoàn toàn. Tuy nhiên, điểm nhấn trong bài viết này là việc ca ngợi Trung Quốc và một nhận định mang tính phiếm chỉ về Việt Nam. Cụ thể, Lip Chanthavi khẳng định trên tờ Khmer Times rằng việc khởi công và việc xây dựng kênh đào Phù Nam Teco không thể đạt được nếu không có sự giúp đỡ của Trung Quốc. Ông nói thêm rằng Trung Quốc không chỉ hỗ trợ Campuchia trong việc xây dựng kênh đào được hỗ trợ mà còn hỗ trợ rất nhiều cho Campuchia trong việc phục hồi các di tích văn hóa. Đồng thời còn hy vọng rằng hai nước có thể có những trao đổi sâu sắc và hợp tác sâu sắc hơn nữa và tiếp tục tiến tới mục tiêu mới là xây dựng một cộng đồng chung tương lai cho nhân loại. Đáng chú ý là bài bình luận của Lip Chanthavi đăng trên tờ Khmer Times chỉ ít ngày sau khi Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã hứa với Thủ tướng Campuchia Hun Manet rằng Bắc Kinh sẽ viện trợ không hoàn lại cho Phnom Penh 300 triệu nhân dân tệ để Campuchia xây dựng hạ tầng. Quyết định này được đưa ra vào hôm 10 tháng 10. Điều đó phần nào lý giải về việc bài viết của ông Lip Chanthavi lại được xuất hiện trang trọng trên tờ Khmer Times đúng thời điểm này. Theo nhận xét của giới phân tích, thì Campuchia sẽ còn phải tiếp tục vài lần Trung Quốc nhiều lần hơn nữa để có thể thu xếp đủ kinh phí mà theo dự kiến là 1,7 tỷ đô la để xây dựng kênh đào Phù Nam. Và với cách hành xử như đã có tiền lệ, thì mỗi lần nâng Trung Quốc lên tầm cao mới, lại là một lần nữa Campuchia chủ động hạ thấp vai trò và vị thế của Việt Nam. Điều đó đã phần nào được thể hiện trong bài báo của Lip Chanthavi vào hôm 14 tháng 10 vừa rồi. Tác giả này viết, nhìn chung, việc xây dựng kênh đào Phù Nam Teco có lợi vô cùng cho Campuchia, cả về mặt kinh tế lẫn xây dựng quốc gia. Ngược lại đối với Việt Nam, việc xây dựng kênh đào Phù Nam Teco không phải là điều tốt. Bài viết này còn đi xa hơn nữa khi đưa ra nhận định mà không đưa ra căn cứ cụ thể nào. Tác giả này viết rằng, Việt Nam sẽ cảm thấy khó khăn trong việc kiềm chế Campuchia thông qua cửa sông Mekong. Thêm nữa, kênh đào Phù Nam Teco có thể lấy đi thị phần vận tải đường sông, đường biển, vì vậy tác động đến vòng tròn kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh, thành phố thịnh vượng nhất ở miền Nam Việt Nam. Kết quả là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thăm Trung Quốc từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9. Có thể chuyến đi là để thảo luận về vấn đề này. Có chừng kết cục nghiệt ngã, trả giá vì sự tự tin đến ngông cuồng. Như đã nói ở trên, giới chức và một phần dư luận Campuchia và Bắc Kinh có thể đang hả hê chứng kiến Việt Nam vật lộn với trò ú tim, tìm phương án đối phó với kênh Phù Nam. Không thể phủ nhận rằng, Việt Nam do thiếu thông tin từ dự án này đang ở trong thế không biết đâu mà lần. Nếu thế xem ra thì Việt Nam đang rất đáng thương. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì Campuchia và cụ thể hơn là người dân nước này mới ở trong tình thế ngặt nghèo đáng lo ngại. Tại sao lại nói như vậy? Khi Campuchia ngạo nghễ tuyên bố họ không cần tham vấn từ láng giềng thì các yếu tố liên quan đến tính toán kỹ thuật, rủi ro của công trình do họ độc lập thực hiện, những sai số vẫn luôn xuất hiện. Nhưng để phục vụ cho ý muốn chủ quan của giới lãnh đạo làm kênh đào bằng mọi giá, các nguy hiểm tiềm ẩn này có thể bị buộc phải bỏ qua. Mặt khác, Trung Quốc vốn có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng kênh đào, song họ cũng không dạy gì tham vấn rủi ro cho dự án. Tại sao như vậy?
Chúng ta vẫn biết Trung Quốc đầu tư vào Campuchia và thâm nhập vào nước này theo chiến lược là hậu thuẫn cho giới tinh hoa, giới cầm quyền chứ không phải người dân. Cho nên điều họ cần là làm vừa lòng với lãnh đạo Phnom Penh chứ không phải là lo lắng tới sự an nguy của người dân Campuchia. Vậy thì nguy cơ với chính người dân Campuchia ra sao? Trong bài phân tích với các lập luận khoa học chuyên sâu, kỹ sư Phạm Phan Long, người sáng lập Việt Ecology Foundation, một tổ chức phi chính phủ của Hoa Kỳ, là tác giả của tuyên bố sông Mekong năm 1999, đã đưa ra nhiều lập luận đáng chú ý như sau. Thứ nhất, ông Long chỉ ra kênh đào này tác động đến môi trường và nghĩa vụ quốc tế. Ông Long khẳng định sông Pasat là một phần lưu chính của sông Mekong, nhưng việc Ủy ban Mekong Quốc gia Campuchia định nghĩa lại sông Pasat là một phụ lưu là trái với khoa học địa lý sông ngòi. Phía Campuchia bất chấp khuyến cáo và phản ứng của dư luận đã phá vỡ thủ tục thông báo, tham vấn trước và thỏa thuận PNPCA của Hiệp định Mekong vào năm 1995. Theo Hiệp định Mekong 1995, tham vấn trước không phải là quyền phủ quyết việc sử dụng cũng như quyền đơn phương sử dụng nước của bất kỳ quốc gia ven sông nào mà không xem xét quyền của các quốc gia ven sông khác. Kỹ sư Long cho hay, chính phủ Campuchia đã thuê luật sư quốc tế để được tư vấn chuyên môn. Theo phân tích của họ, cho rằng dự án FTC sử dụng nước từ một phụ lưu chứ không phải dòng chính sông Mekong. Trên Campuchia chỉ phải trải qua quá trình thông báo tại Ủy hội sông Mekong trong Hiệp định Mekong 1995, đặc biệt là điều 5. Luận cứ này không đúng với khoa học sông ngòi và không đúng với Hiệp định Mekong. Ủy ban sông Mekong đã phải gửi thư yêu cầu Campuchia tuân thủ PNPCA và đang chờ đợi được đáp ứng. Hành động đơn phương tiến hành FTC của Campuchia đe dọa sự sụp đổ hoàn toàn của Hiệp định Mekong. Brian Eller, giám đốc chương trình Đông Nam Á tại trung tâm Stimson có trụ sở tại Washington DC, đã chỉ ra cho những người tham gia ICS khả năng các quốc gia khác có thể làm theo tiền lệ Campuchia. Không thể loại trừ sau Campuchia, đến lượt Thái Lan có thể đơn phương chuyển nước ra khỏi dòng chính và Lào có thể xây dựng bất kỳ con đập nào mà họ muốn mà không cần tham vấn và thỏa thuận với bất kỳ ai. Quan trọng hơn, bằng cách giảm nhẹ các tác động xuyên biên giới của dự án kênh đào đối với Việt Nam để tránh trách nhiệm nghiên cứu tác động xuyên biên giới, các nhà lãnh đạo Campuchia cũng đã né tránh thảo luận về tác động môi trường của kênh đào Phù Nam trên đất Campuchia và với dân cư Khmer ở đó. Hơn nữa, các chuyên gia Campuchia đã không hề thảo luận về sự thiếu sót một hệ thống kiểm soát lũ lụt với thiết kế vững chắc cần phải thực hiện song hành với kênh Phù Nam Teco. Điều đó dẫn đến nguy cơ đáng cảnh báo. Đó là nếu cứ xây dựng dự án mà không quan tâm đến tác động trên dòng lũ, kênh đào Phù Nam Teco sẽ hoạt động như một con đê, cắt giảm một nửa vùng đồng bằng ngập nước rộng 1 triệu hecta, khoảng 2,5 triệu mẫu Anh, làm nghèo 1,6 triệu người Campuchia và hàng triệu người Việt lân cận. Cụ thể, Eiler và các đồng nghiệp của ông tại trung tâm Stimson giải thích rằng nước sẽ làm ngập đất ở phía tây bắc của kênh trong mùa mưa hàng năm, trong khi việc cung cấp nước cho phía đông nam của kênh sẽ bị hạn chế. Lưu ý rằng chi phí bảo trì đê và giảm thiểu thiệt hại lũ lụt do kênh đào đưa ra không được thảo luận trong tài liệu thông báo dự án. Như thế, chính phủ Campuchia nợ người Khmer một kế hoạch vững chắc để bảo vệ khu vực nông nghiệp trụ phú này khỏi lũ lụt và hạn hán. Hơn nữa, việc đào kênh có thể phải đến độ sâu 12 mét, sẽ làm xáo trộn đất Holocene của khu vực. Tiến sĩ Lê Phát Quế, người đứng đầu Viện Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Việt Nam, đã cho rằng ông đặc biệt quan tâm đến đất phèn, pyrite Fe2S trong đất. Sự xáo trộn của đất phèn tiềm tàng sẽ dẫn đến quá trình oxy hóa của nó. Đất đào lên sẽ trở thành đất phèn hoạt động, sẽ giải phóng axit sulfuric H2SO4, pH 3.0, hủy hoại cơ sở hạ tầng như chính kênh đào và thải các kim loại độc hại cao như arsenic, cadmium, chrome, gây ô nhiễm môi trường đồng lũ với hậu quả là gây thiệt hại cho nông nghiệp và ngư nghiệp ở đó. Kỹ sư Phạm Phan Long còn cảnh báo một nguy cơ nữa từ kênh đào Phù Nam mà có thể chính Campuchia phải hứng chịu. Theo đó, Ủy ban Mekong Quốc gia Campuchia cho rằng dự án kênh đào sẽ cung cấp đủ nước để tưới tiêu dọc theo dòng kênh, nhưng điều này cần phải xem xét lại. Ông Long phân tích, tôi ước tính lưu lượng nhờ trọng lực của kênh là 55 mét khối mỗi giây vào mùa khô và 144 mét khối một giây vào mùa mưa. Tiến sĩ Lê Anh Tuấn của Đại học Cần Thơ ở Việt Nam ước tính rằng để tưới cho 50% diện tích canh tác của các tỉnh Kandan, Ta Keo và Kampot của Campuchia trong mùa khô sẽ đòi hỏi kênh phải cung cấp gần 1.700 mét khối một giây nước, gấp hơn 10 lần ước tính của tôi về khả năng dòng chảy trọng lực của kênh đào vào mùa mưa. Phù Nam Teco như thế có rất ít khả năng phát triển canh tác vùng lân cận của kênh đào. Việc cung cấp nước ngọt cho đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô trong những năm gần đây, đặc biệt là Kandan, Ta Keo và Kampot,
và ngay bên kia biên giới đến các tỉnh An Giang và Kiên Giang của Việt Nam đã đạt đến mức cực kỳ thấp. Nước sông Mekong hiện không đủ cho Việt Nam duy trì sinh hoạt vào mùa khô, nên nếu thêm Campuchia, cả hai nước sẽ cùng phải chịu hạn thiếu nước khắc nghiệt nhiều hơn nữa. Để tránh thảm họa chung cho cả hai nước, ông Long tin rằng Campuchia và Việt Nam không nên cạnh tranh nhau về lượng nước xả ra dư thừa từ các đập ở thượng nguồn. Thay vào đó, hai quốc gia nên hợp lực để thuyết phục các nước thượng nguồn sông Mekong duy trì dòng nước đủ để khôi phục nhịp lũ trước thời kỳ xây đập cho biển hồ. Bởi lẽ suốt hai mùa mưa gần đây, Mekong cung cấp ít nước lên biển hồ đã thấp hơn cả mức thấp nhất. Vì thế 55 hồ chứa thủy điện lớn trên lăng can Mekong cần tiết chế để biển hồ không bị đảo lộn cân bằng sinh thái. Yêu cầu này hoàn toàn nằm trong tôn chỉ chia sẻ công bình và hợp lý nguồn nước mẹ trên toàn lưu vực. Quý khán thính giả thân mến, bản tin bình luận hôm nay của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Nếu quý vị có các góc nhìn và quan điểm khác, xin hãy để lại lời nhắn bên dưới video và đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo quý vị nhé. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Quý khán thính giả thân mến, bản tin bình luận chuyên đề của chúng tôi hôm nay đến đây xin tạm dừng. Nếu quý vị có các góc nhìn và quan điểm khác, xin hãy để lại lời nhắn bên dưới video và đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo quý vị nhé. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.